Vâng, em Dương xin chào các bác. Em vừa nhận được một lá thư yêu cầu của một chị khách hàng mẹ đơn thân đang muốn tìm một căn biệt thự song lập mà gần hồ 24,5 hecta để mỗi sáng cũng như là mỗi tối được đi chạy bộ quanh hồ. Thì video này em Dương sẽ giới thiệu cho các bác một căn biệt thự song lập tại phân khu san hô của dự án. Căn trước mặt các bác đây ạ. Căn này có diện tích là 150m, mặt tiền 10m, xây dựng 3 tầng 1 tum theo phong cách Đông Dương. Với diện tích xây dựng lớn nhất của dự án lên tới 291m, đã hoàn thiện mặt ngoài, bên trong chưa hoàn thiện công năng của từng tầng. Các bác có thể nhìn thấy đường thông và kế cận với khu chung cư trường Đại học Vinoni cũng như là khu phố ẩm thực dãy Sano 06. Còn chúng ta đây, đi ra chỉ vài bước chân thôi là chúng ta sẽ đến với hồ lớn trung tâm 24,5 hecta cũng như là biển hồ nước mặn, tha hồ cho quý khách hàng tập thể dục cũng như là tận hưởng cuộc sống đầy đủ nhất tại dự án. Quý khách hàng quan tâm cần xem nhà cũng như là muốn liên hệ trực tiếp giá với anh chị chủ nhà, hãy liên hệ với em. Căn san hô này hiện tại đang có mức giá bán tốt nhất tại thị trường.